Hello anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh siêu cổ quát của em. Thì clip này giới thiệu đến tất cả các anh em một chiếc mà gọi là full hộp mà nội cái hộp thôi là nó mắc hơn cái đồng hồ đó. Tại sao cái hộp nó rất là to mà nó rất là nhiều chi tiết trong cái hộp đó, nhưng mà do là em về em không có mang theo cái hộp, nhưng mà em sẽ để cái hình ở trên cái clip full cái hộp của chiếc Edoc giới thiệu đến tất cả các anh em. Đây, giới thiệu đến tất cả các anh em mình một chiếc Edoc thương hiệu của Thụy Sĩ nha. Đây, automatic, mặt màu đen bao công, ba kim một ô cửa lịch. Chung là tình trạng thì full hộp sổ nha, full hộp sổ còn cực kỳ mới luôn đó. Lộ một cái tim nhỏ thôi. Đây, đầy đủ hết, đầy đủ thông tin. Cái này là một cái nhà máy của chiếc đồng hồ nè, có cái tên nè, em không biết đọc tiếng Anh nhưng mà em biết cái hình này là của nhà máy nè. Đây, đầy đủ hết. Nút zin, dây zin. Đây, dây zin, khóa zin, còn cái táp đó, nói chung là đầy đủ. Chiếc này thì đặc biệt cái size của chiếc này rất là đẹp, size hàng tài 39. Thì size em rất là thích cái size này, tại vì cái size này rất phù hợp với cái cổ tay em là cổ tay 17, size 39 nha, rất là đẹp luôn. Size hàng tài thì nó rất là phong thủy để cho tất cả anh em mình sử dụng. Thì chiếc này cơ chế là máy automatic của Thụy Sĩ rồi, thì không bàn, full hộp sổ. Giá mới đâu đó là tầm khoảng cỡ 13, 14 triệu, 15 triệu gì đó. Em nhớ em có coi nhưng mà tầm đó. Thì chiếc này thì bên em bán lại với giá rất là mềm cho anh em mình chơi, 5 triệu 8 nha anh em. 5 triệu 8 cho cái chiếc Edoc này. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em cung cấp thêm thông tin hình ảnh. Còn bây giờ lên clip thì em cũng quay, em cũng nói rất là rõ chi tiết cho tất cả các anh em mình xem nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Cảm ơn tất cả các anh em.